miếng đất mình mua có cây trụ điện nằm ngay mặt tiền nhà luôn, mà nằm ngay trên hàng rào. Trời ơi, không biết tính sao. Trên trụ điện lại có quá trời các thùng chứa đồng hồ điện, vừa mất thẩm mỹ lại vừa nguy hiểm nữa. Sau này mình xây rào không xây được rồi. Bây giờ mình lùi rào vô một tí cho đường rộng, dễ chạy xe ô tô thì cũng được. Nhưng mà các thùng điện thì sao? Thùng điện quay vô nhà mình thì sau này mình cũng khó xây rào. Xây nhà đúng là đủ thứ chuyện, các bạn thấy không? Sau này các bạn có gặp trường hợp giống mình á thì các bạn cứ yên tâm nha. Các bạn cứ gọi đến số tổng đài của điện lực là 1900 1006. Lúc đầu mình cứ nghĩ là tổng đài sẽ trả lời chung chung xào quần, rồi sau đó sẽ hướng dẫn mình tới công ty điện lực làm một đống thủ tục rồi mới giải quyết cho mình. Nên mình gọi mà không có hy vọng gì nhiều đâu. Tổng đài điện lực giải quyết vấn đề rốt ráo luôn đó các bạn. Mình không cần phải đi đâu hết luôn. Hỏi số điện thoại để xem địa chỉ chính xác của nhà mình ở đâu, hỏi vấn đề mình gặp phải. Sau khi mình trình bày á thì tổng đài hẹn là thời gian giải quyết cho nhà mình á là tối đa là 15 ngày. Sau đó thì có một anh ở bên điện lực tới nhà mình để khảo sát và đưa ra phương án. Dòng qua lên đây. Mấy cái thùng đốn nó dài lên trên, vô bình học lên đây. Ai mà khảo rồi được chưa? Vô thùng này nè, cái này nè, vô thùng này nè. Vô thùng này lên thùng đó. Vô thùng đó, thùng 4 trong đó đẩy lên thùng đó, được chưa? Vài ngày sau thì mấy anh điện lực đến, rồi ảnh thay đổi các hộp điện, đồng thời bố trí các hộp điện ra bên ngoài lên cao hơn, không ảnh hưởng đến việc xây rào của nhà mình. Việc di dời các hộp điện ở nhà mình thì đơn giản, không phải mất phí. Nhưng mà nếu di dời trụ điện thì có khả năng là mình phải chịu cái phần chi phí đó. Nếu trụ điện nằm trong đất chủ quyền hợp pháp của nhà mình gây mất an toàn thẩm mỹ ở nhà mình thì mình có quyền khiếu nại rồi yêu cầu di dời hệ thống cột điện đó và mình sẽ không mất chi phí. Nhưng nếu cột điện không xây dựng trong phần đất của nhà mình nhưng nó vẫn gây mất mỹ quan, mất an toàn thì lúc đó thì mình có thể thương lượng với bên công ty điện lực về việc di dời điện. Nhưng mà mình phải có địa điểm để di dời và mình có thể chịu cái chi phí cho cái phần di dời đó. Kết luận lại là số hotline của điện lực khá là hiệu quả trong việc xử lý vấn đề. Nên nếu nhà bạn có vấn đề gì về điện, các bạn cứ liên hệ hotline 1900 1006 để có hướng giải quyết. Đừng có lo lắng nha.